Nguyễn Cao Kỳ Xuyên, Hoa hậu Việt Nam 2014 từng có hình ảnh không đẹp trong quá khứ và bị cộng đồng mạng chỉ trích. Sau 10 năm, khi cô trở lại với cương vị là Miss Universe Việt Nam 2024, những lỗi lầm ngày xưa vẫn là chủ đề bàn tán. Hoàng Thùy Linh, ca sĩ, diễn viên, từng được giới trẻ đầu những năm 2000 rất thần tượng. Nhưng chỉ vì clip nhạy cảm bị tung lên mạng, cô mất hết sự nghiệp, chật vật quay trở lại nghề, vẫn không thoát khỏi cái bóng ngày xưa, dù lỗi cũng chẳng phải do cô. Đó chỉ là hai trong số những người nổi tiếng không nhận được sự cảm thông từ công chúng. Cộng đồng mạng chỉ trích thì là nó đương nhiên. Thật ra là không phải là cộng đồng chế trách, nhưng mà cái đấy nó có sức hút hơn. Thực tế hiện nay không chỉ trên cõi mạng mà ở đời thực, nhiều người dần trở nên khắt khe hơn với những lỗi lầm, những khác biệt của người khác. Chỉ cần khác quan điểm, khác xu hướng giới tính hay chỉ cần có những lỗi sai dẫu đơn giản, ngay lập tức họ đều là người có lỗi, đều trở thành chủ đề bàn tán đối với nhiều người. Từ khi là có một cái sự khác biệt gì đó gây ảnh hưởng đến cả một tập thể hay là sao đó, thì mình có thể lên án một cách cùng gọi là đừng quá gọi là gay gắt. Cuộc sống phát triển xô bồ, lòng khoan dung dường như ngày càng bị mờ nhạt, lãng quên đi trong tâm thức của nhiều người. Việc nuôi dưỡng tấm lòng khoan dung đối với người trẻ, đối với những học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường là rất cần thiết, ngay cả trong những vấn đề như giảm thiểu bạo lực học đường. Thì chúng ta như thế nào ạ? Tha thứ cho họ, đúng không? Tạo cơ hội cho họ để họ sửa chữa lỗi lầm. Việc mà mỗi người đều có sai lầm của riêng bản thân mình và họ biết cách sửa sai lỗi lầm đó thì đó mới là điều nên làm. Đối với tất cả các bạn trong lớp thì bạn vẫn luôn tôn trọng sự sở thích, thói quen của các bạn. Với lòng khoan dung thì chúng ta có thể thấy đó là một cái giá trị đạo đức và nó có tầm ảnh hưởng rất là quan trọng vì nó giúp cho học sinh cũng như là lớp trẻ thay vì là người ta sẽ giải quyết những mâu thuẫn đó bằng bất đồng quan điểm đó bằng bạo lực thì lòng khoan dung sẽ giúp họ giải quyết bằng cách hòa bình. Cái việc giáo dục lòng khoan dung trong nhà trường thì giúp các em nhận thức được và phát triển cái nhân cách của bản thân, đó là có lòng cởi mở hơn, quan tâm hơn và nhìn nhận đánh giá sự việc với các bạn một cách chính xác hơn. Khoan dung không phải là mặc kệ những điều sai, điều xấu mà là rộng lượng bỏ qua lỗi lầm, tha thứ cho nhau, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, tính cách. Lòng khoan dung cần được đề cao hơn nữa trong văn hóa Việt để mỗi chúng ta góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh.